Có thì chúng tôi sẽ mời các bạn. Chắc là mình sẽ phải tổ chức từng nhóm nhỏ vào C1 thì mới xem được, chứ còn nếu không thì khó lắm. Thế còn lát nữa thì tôi sẽ trình chiếu những cái file những bệnh nhân đã nằm ở C1, đã có những biến cố và hầu hết thì là thường là ra viện theo hướng song song với mặt đất thôi. Vì là nếu máu cơ tim có biến chứng thì các bạn đều đã biết rồi, tỷ lệ tử vong rất cao. Vâng, xin phép các bạn. Thì đây là bài về vai trò của siêu âm tim tại giường trong chẩn đoán cơ tim nhồi máu, những cái trường hợp mà nhồi máu cơ tim có biến chứng. Thì đầu tiên để tiếp cận thì xin phép đi từ một ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nữ 75 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử tiểu đường và tăng huyết áp, và bệnh nhân vào viện vì đau ngực giờ thứ 8. Điện tâm đồ thì có hình ảnh ST chênh lên từ V1 đến V6. Như vậy là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở vùng nào nhỉ? Đúng rồi ạ, nhồi máu cơ tim trước rộng. Và sau đấy thì bệnh nhân được chẩn đoán là nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ 8. Và sau đấy thì bệnh nhân được đặt stent, hai stent động mạch vành, động mạch như thế trước, và bệnh nhân được chuyển đến khoa cấp cứu tim mạch. Thế thì sau 6 giờ sau khi đặt stent xong thì bệnh nhân xuất hiện đột ngột là xuất hiện khó thở. Và bị triệu chứng lâm sàng lúc xuất hiện khó thở là bệnh nhân không có đau ngực, thở 30 lần một phút, có một tiếng thổi mới ở ở vùng trước tim, nhịp tim là 110 lần một phút, tờ nhịp tim rất là nhanh, huyết áp thấp 80-60, SpO2 là 90%, khí máu thì chúng ta thấy rằng là có một tình trạng toàn chuyển hóa với pH là 7,3 và lactate là 3,5. Và điện tâm đồ là nhịp nhanh xoang nhưng mà không thấy ST chênh lên. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đầu tiên cho bệnh nhân này? Thứ nhất là làm siêu âm tim tại giường, thứ hai là chụp X-quang phổi tại giường, thứ ba là chúng ta sẽ phải theo dõi huyết áp không xâm nhập, và thứ tư là chúng ta sẽ phải đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Thì theo ý kiến của các bạn, với một bệnh nhân mà sau khi bị nhồi máu cơ tim đã can thiệp động mạch vành mà xuất hiện biến cố khó thở như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ đến chẩn đoán gì, và chúng ta sẽ phải làm cái gì đầu tiên? Chúng ta chụp X-quang, chúng ta làm siêu âm, chúng ta theo dõi huyết áp động mạch xâm nhập, hay là chúng ta sẽ đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm để chúng ta truyền vận mạch lên? Nào, mời mời em. À, rồi, cảm ơn em. Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu năm 2017, khuyến cáo về siêu âm tim tại giường. Khi nào phải thực hiện siêu âm tim tại giường? Siêu âm tim tại giường ngay lập tức được chỉ định cho những bệnh nhân mà có biểu hiện là sốc tim hoặc là huyết động không ổn định mà nghi ngờ có biến chứng cơ học. Và lưu ý rằng là siêu âm tim tại giường thì sẽ không làm trì hoãn cái việc chụp mạch vành ở những bệnh nhân mà chụp động mạch vành, à, những bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp, và chỉ định là 1C. Và như vậy lưu ý rằng là đối với bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta không được trì hoãn, không được chỉ vì siêu âm tim mà trì hoãn cái việc mà can thiệp mạch vành. Và siêu âm tim tại giường thì được chỉ định đặc biệt trong những trường hợp mà nhồi máu cơ tim mà có sốc tim hoặc là huyết động không ổn định, có hai trường hợp đấy thôi là làm siêu âm tim tại giường thôi, còn tất cả những trường hợp còn lại thì không cần phải cấp cứu làm tại giường. Thế thì tiếp theo đấy là siêu âm tim mà trong quá trình nằm viện sau khi PCI thì như thế nào, là những trường hợp mà siêu âm tim cấp cứu thì được chỉ định cho những trường hợp mà bệnh nhân có những huyết động không ổn định. Và như vậy chúng ta thấy rằng huyết động không ổn định là một yếu tố đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cái việc chỉ định làm siêu âm tim cấp cứu tại giường. Và chúng ta thấy rằng là những trường hợp nào sẽ gây ra huyết động không ổn định? Một là thứ nhất là bệnh nhân sẽ bị vỡ cái thủng cái vách liên thất. Thứ hai là bệnh nhân hở van hai lá do đứt cái dây chằng của van hai lá, và thứ ba là bệnh nhân vỡ thành tự do. Thế thì trong ba cái trường hợp này thì thường hai trường hợp này, hai trường hợp đầu tiên là thủng vách liên thất và hở van hai lá nhiều do đứt dây chằng van hai lá thì là hầu hết là sống, sống tại thời điểm mình có thể làm siêu âm. Chứ còn trường thường những trường hợp thứ ba này thì là sau khi vỡ xong bệnh nhân mất huyết động, bệnh nhân mất huyết động và tử vong ngay. Diễn biến bệnh cảnh của những ca này, những ca trong trường hợp thứ ba này thường là vô tâm thu, vô tâm thu, mắc monitor lên vô tâm thu, bệnh nhân mất huyết động hoàn toàn, đặt đầu dò vào thì thấy tràn dịch màng tim rất nhiều. Thế còn những trường hợp này ngừng tuần hoàn hay gặp là do các rối loạn nhịp thất hơn là do các trường hợp vô tâm thu. Thế thành ra là một bệnh nhân mà nhồi máu cơ tim sau khi mà can thiệp mạch vành hoặc là nhồi máu cơ tim nhưng mà chưa được can thiệp mạch vành mà xuất hiện những cái biến cố, ví dụ như rối loạn nhịp, thì thường là do những cái biến cố này chứ không phải là do vỡ thành tự do. Mà nếu như mà rơi vào bệnh cảnh mà đột nhiên mất ý thức, mắc monitor lên không thấy gì cả, thường là vỡ thành tự do.
Thế thì chúng ta thấy rằng là biến cố của nhồi máu cơ tim gồm những cái gì? Thì gồm có biến cố sớm và biến cố muộn. Biến cố sớm thì gồm có là thủng cái vách liên thất. Thứ hai là đứt dây chằng của van hai lá, gây ra hở van hai lá nhiều. Thứ ba là vỡ thành tự do. Thứ tư là nó có những cái giả phình. Và thứ năm là có những cái huyết khối ở trong thất trái. Thế còn biến cố muộn là gì? Thì chúng ta thấy rằng biến cố muộn hầu hết là cái biến cố liên quan đến tràn dịch màng tim, mà người ta gọi là hội chứng gì nhỉ? Hội chứng Ressler, đúng rồi, hội chứng Ressler. Sau đấy, xin lỗi các bạn. Ừ, anh đây. Anh đây, anh đây. Ừ. Cái nhận cả hai cái không có thể chuyển. Thì mình viết nặng lên để xác nhận được cứu. Thì nặng không huyết động có không? Thế thì cho đi làm siêu tim đây rồi thì mình ra tiếp 3 ca bảo vệ này. Được. À, xin lỗi các bạn vì là thấy nội chú gọi đến mấy cuộc, hóa ra là có 3 ca vào viện. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về biến chứng đầu tiên. Đấy là biến chứng của thủng vách liên thất. Thế thì đây là tỷ lệ của thủng vách liên thất. Thì tỷ lệ gặp rất ít thôi, chỉ 1-2%. Và thời gian xảy ra thủng vách liên thất thì hay xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi bị nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên thì gần đây cũng gặp một số trường hợp chỉ ngày thứ nhất thôi là đã có biến cố thủng vách liên thất rồi. Thế thành ra là lưu ý với các bạn rằng là hay gặp nhất là ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau nhồi máu cơ tim, nhưng vẫn có thể gặp ngày đầu tiên. Và chúng ta thấy rằng là những bệnh nhân nào mà nhồi máu cơ tim ngày thứ 3, ngày thứ 5 đột nhiên xuất hiện khó thở lên, hãy lưu ý rằng đây có thể là nguyên nhân. Ngoài cái chuyện là có thể do viêm phổi ra thì đây có thể là một nguyên nhân. Và nếu như mà các bạn thấy rằng là bệnh nhân mà không sốt, đột nhiên xuất hiện khó thở lên, tiếng thổi đôi khi rất khó nghe, bởi vì chức năng tim kém đôi khi rất khó nghe. Nhưng nếu mà làm siêu âm tim mình sẽ phát hiện ra những cái trường hợp mà nó có một cái thủng vách liên thất, nhưng thường thì chúng ta có thể nghe tiếng thổi có thể là rất nhỏ thôi. Thăm khám thì có thể nghe thấy một cái tiếng thổi mới. Bệnh nhân trong xuất hiện có thể là có bệnh cảnh của phù hồi cấp hoặc là đi vào trạng thái sốc tim. Những trường hợp như này thì thường lỗ thủng rất là lớn. Các yếu tố nào là yếu tố tiên lượng thủng vách liên thất? Bao gồm có tuổi. Thứ hai là bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, bệnh nhân nhồi máu cơ tim vùng thành trước, hoặc là những bệnh nhân mà không có tuần hoàn bằng hệ. Đấy. Siêu âm tim thì chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ phát hiện ra một cái luồng sân từ bên trái sang bên phải, và tỷ lệ tử vong chúng ta thấy rất là cao, trên 50%. Có những bệnh nhân trường hợp lên đến 90%. Đây là siêu âm tim ở trong trường hợp thủng vách liên thất. Thì chúng ta thấy rằng là siêu âm tim 2D thì sẽ giúp chúng ta phát hiện ra cái vùng cơ tim hoại tử, và chúng ta khi mà chúng ta đưa cái màu vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái luồng sân đấy, một luồng sân đi từ trái sang bên phải. Và lưu ý rằng là không có một cái mặt cắt nào gọi là mặt cắt tiêu chuẩn để phát hiện ra cái lỗ thủng này cả. Chúng ta phải theo cái lỗ dò. Có thể là cái mặt cắt đấy là mặt cắt nó không đúng như là chuẩn, hơi lệch một chút về phía bên trái hoặc là hơi lệch một chút về phía bên phải, tùy theo cái vị trí tổn thương. Ví dụ ở vùng mỏ thì mặt cắt khác, mà vùng thành sau thì mặt cắt khác. Đấy. Và siêu âm tim qua thực quản thì có thể có ích khi mà cái siêu âm tim qua thành ngực mà nó không rõ ràng, mà chúng ta nghi ngờ. Chúng ta thấy rằng là những trường hợp mà bệnh nhân huyết động không ổn định mà nghi ngờ, không tìm thấy lỗ dò trên không tìm thấy cái lỗ thủng trên siêu âm tim qua thành ngực thì chúng ta có thể làm siêu qua thực quản. Nhưng thường thì chỉ siêu âm qua thực quản là chúng ta đã có thể chuẩn đoán ra được rồi. Thì đây là siêu âm tim qua thành ngực và đây là siêu âm qua thực quản trong trường hợp bệnh nhân bị thủng. Thì đây là siêu âm tim 2D, lát nữa cũng sẽ trình chiếu cho các bạn những cái bệnh nhân thực tế của viện tim mạch. Thì đây là một cái lỗ thủng trên siêu âm tim 2D, chúng ta nhìn thấy có một cái lỗ thủng nghi ngờ ở đây, và chúng ta đưa màu vào đây thì chúng ta sẽ thấy là có một cái luồng sân qua đây. Thế còn nếu như mà cái vị trí thủng nó phần cao hơn một chút, phần cao hơn ở gần mỏm này, thì chúng ta lại phải đưa cái đầu dò nó hơi chếch đi thì chúng ta mới có thể nhìn được. Và đôi khi cái đầu dò nó không còn nhìn được rõ là bốn buồng như này nữa, mà đôi khi nó là đầu dò lai lai giữa đầu dò hai buồng và đầu dò bốn buồng. Thế thành ra là cái vị trí của cái lỗ thủng và cái vị trí đưa cái cửa sổ đốt lên màu vào nó sẽ không giống như bất kỳ một cái mặt cắt tiêu chuẩn nào cả.
Còn đây là siêu âm quang thực quản trong trường hợp mà một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở vùng thành dưới. Ngoài ra thì cũng có thể phát hiện bằng siêu âm tim 3D. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là thường những trường hợp như này là trường hợp bệnh nhân rất nặng, trường hợp bệnh nhân huyết động không ổn định, thế thành ra là ít khi người ta mang ra để nghiên cứu đó. Rất ít khi người ta mang ra nghiên cứu, ở viện tim mạch thì chưa mang ra ca nào nghiên cứu cả, hầu hết là toàn đặt nội khí quản thở máy cả. Biến chứng thứ hai đấy là biến chứng hở van hai lá do đứt dây chằng của van hai lá, tỷ lệ gặp cũng rất ít, chỉ 1-2% thôi, hay xảy gặp ở ngày thứ hai, ngày thứ ba đến ngày thứ năm. Thế thì tiếng thổi của hở van hai lá xuất hiện khoảng 50%, tức là một số trường hợp là không nghe thấy tiếng thổi vì là chức năng tim kém quá. Tiếng thổi của hở van hai lá này thì nó khác so với tiếng thổi của thủng vách yên thất. Thường tiếng thổi của thủng vách yên thất thì nó ở vùng giữa tim và nghe nó hơi thô ráp một chút, ví dụ như là tiếng thổi như này. Còn tiếng thổi của hở van hai lá thì nó nhẹ hơn, thổi nhẹ. Thì đấy là tiếng thổi của hở van hai lá, nhưng đôi khi nó nhẹ hơn một chút nữa. Đấy. Thì yếu tố nguy cơ nào là yếu tố nguy cơ gây ra hở van hai lá? Đấy là tuổi cao. Nữ giới lại hay bị nhiều hơn là nam giới. Đấy. Rồi là tiền sử bị nhồi máu cơ tim, đã có tiền sử trước đấy bị nhồi máu cơ tim. Tổn thương nhiều thân mạch vành, rồi là thiếu máu tái phát. Rồi là bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp hoặc là bệnh nhân bị suy tim sung huyết. Và trên siêu âm tim thì mình có thể thấy là xa van hai lá hoặc là nứt luôn một cái dây chằng của van hai lá, và tỷ lệ tử vong thì cũng giống như là tỷ lệ tử vong của trường hợp bị thủng vách yên thất rất cao, từ 45-90%. Thế thì người ta thấy rằng là những cái tổn thương ở cái cơ nhú, ở cái vùng cơ nhú vùng sau ấy, thì nó lại hay gặp hơn. Và chính vì vậy chúng ta thấy rằng là hầu hết những trường hợp mà hở van hai lá do đứt dây chằng cột cơ hay liên quan đến nhồi máu cơ tim ở vùng nào nhỉ? Vùng sau dưới. Đấy. Và siêu âm tim thì có thể phát hiện ra là có thể thấy rằng là nó xa một lá hoặc là xa cả hai lá, hoặc thậm chí đứt luôn cả dây chằng vào trong và nhìn thấy luôn cái dây chằng đứt nó di chuyển. Và siêu âm Doppler màu thì chúng ta sẽ thấy có một cái dòng hụt ngược, và trong cái tình trạng là gì? Là mặc dù hở van hai lá nhiều như vậy nhưng kích thước thất trái hoàn toàn bình thường. Nó khác so với trường hợp bệnh nhân bị hở van hai lá lâu ngày. Hở van hai lá lâu ngày thì sao? Thì thất trái nó giãn thôi. Nhưng mà đây là hở van hai lá cấp. Chính vì vậy mà đường kính thất trái bình thường nhưng áp lực mạch phổi rất cao. Thế còn hở van hai lá lâu ngày rồi thì thất trái nó giãn ra, áp lực mạch phổi nó không còn cao nữa. Siêu âm tim qua thực quản thì đôi khi là cần thiết nếu như mà chúng ta siêu âm qua thành ngực chúng ta nghi ngờ. Đấy. Thì đây là một cái trường hợp mà hở van hai lá do đứt dây chằng van hai lá, và chúng ta thấy rằng dòng hở rất là lớn. Và còn đây là cái siêu âm qua thực quản thì mình nhìn thấy là cái dây chằng của van nó xa luôn xuống dưới. Đấy. Thì đây là một số những trường hợp khác, và đây chúng ta thấy rằng là đây dây chằng đứt hai đoạn của dây chằng đứt qua cái siêu âm tim 2D, siêu âm tim qua 3D. Trường hợp thứ ba biến chứng đấy là vỡ thành tự do. Tỷ lệ này thì gặp từ 1-6% và hay xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6 sau khi nhồi máu cơ tim. Và chúng ta thấy rằng là hầu hết cả ba cái biến cố này đều xảy ra từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 6. Thế thành ra là nhiều khi mình cho ra viện theo đúng tiêu chuẩn ấy. Sau đấy thì không biết các bạn đã gặp bao giờ chưa, chứ tôi đã gặp một số trường hợp người nhà gọi điện kể là một bệnh nhân đột ngột, sau đấy thì chết luôn. Đấy, đột tử liên quan đến những cái trường hợp biến cố này, vỡ thành tự do. Thế thì khám lâm sàng thì chúng ta thấy rằng tĩnh mạch cổ thì nó nổi này, và đôi khi là phân ly điện cơ, tức là thì bệnh nhân hoàn toàn mất huyết động. Chúng tôi đã gặp một số những trường hợp là lúc bây giờ đang mắc monitor, bệnh nhân thì ngừng tuần hoàn rồi. Thế thì huyết động thì không có, nhưng mà trên hình ảnh monitor điện tâm đồ vẫn còn sóng, và như vậy là chúng ta thấy rằng là mất hoàn toàn phân ly điện cơ, mất hoàn toàn các chức năng sống, nhưng mà cái điện học thì nó vẫn còn. Các yếu tố hay gặp đấy là một là tuổi cao, hai là tiền sử tăng huyết áp, bệnh nhân nữ giới, rồi là cái lần nhồi máu cơ tim rất là rộng trước đấy, rồi là có sóng quy hoại tử rất là lớn, chứng tỏ là cái vùng hoại tử rất là lớn. Trên siêu âm thì mình nhìn thấy tràn dịch màng tim số lượng nhiều và ngay lập tức đóng bánh luôn trong khoang màng ngoài tim, và tử vong thì hầu hết trường hợp là tử vong. Và lưu ý với các bạn là
đôi khi gặp một tình huống đấy là vỡ thành tự do nhưng vỡ hai thì. Lần đầu tiên vỡ thì thứ nhất xong mình thấy có dịch màng ngoài tim, nhưng bệnh nhân ngay lập tức là được bọc lại, thành ra bệnh nhân vẫn sống. Sau đấy một thời gian, độ một vài ngày sau nó vỡ lần thứ hai, vỡ thì hai, và lúc bây giờ bệnh nhân mới tử vong. Thì đây là hình ảnh siêu âm tim 2D, chúng ta thấy rằng là tràn dịch màng ngoài tim, tràn dịch màng ngoài tim đây, từ đây là tim này, chứ còn đoạn này là cả dịch màng ngoài tim, và chỗ này là đã bị huyết khối nó đóng bánh rồi. Đấy, huyết khối nó đã đóng bánh rồi. Và lưu ý rằng là thường trong trường hợp vỡ thành tự do này thì rất khó để chúng ta tìm ra được cái vết vỡ nó như thế nào. Rất khó. Đấy, bởi vì nó chỉ là một cái đường nó nứt ra thôi, chứ nó không một cái vết vỡ nó to đùng để chúng ta có thể tìm ra, hoặc là nhìn thấy luồng máu nó phun qua, bởi vì ngay lập tức bệnh nhân mất huyết động luôn rồi, không còn nhìn thấy cái luồng máu phun qua đâu. Thành ra rất khó để nhìn thấy một cái vùng vỡ ở vùng cơ tim. Đấy. Thế còn siêu màu thì rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy một luồng màu vỡ. Thế còn đây là giả phình. Đây là phình, đây là trường hợp phình, còn đây là giả phình. Phình là gì? Là trường hợp mà bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, thường ở chỗ này là vùng mỏ tim, nhồi máu cơ tim vùng trước rộng. Sau đấy thì chúng ta thấy rằng là cái phần cơ của cơ tim nó không vận động, rồi là nó mỏng đi và nó phình to ra. Và thường trên hình ảnh điện tim thì chúng ta thấy rằng ST nó chênh lên. Và những trường hợp như này thì chúng ta thấy rằng là sau nhồi máu cơ tim tầm độ khoảng 4 tuần mà ST nó vẫn chênh lên. Và trên siêu âm thấy một cái phình như này thì người ta gọi là phình. Thế còn giả phình là gì? Là sau khi mà nhồi máu cơ tim xong, cái vùng cơ tim hoại tử nó yếu quá, nó vỡ ra. Thế nhưng mà nó không vỡ hẳn giống như là vỡ thành tự do, mà nó được bọc lại. Sau đấy thì cái nó chưa vỡ hẳn, nó có vẫn còn một cái phần ở lớp áo ngoài. À, một phần ngoài của cơ tim nó bọc lại và nó tạo thành một cái giả phình. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái phình thật thì gặp từ 1-5%, nhưng mà giả phình thì rất hiếm gặp. Và nguyên nhân của giả phình là nó vỡ, nhưng mà may nó chưa vỡ toàn bộ mà nó chỉ vỡ một phần thôi. Thế còn chúng ta nhìn thấy cổ của túi phình ở đây là rất là lớn, nhưng mà giả phình thì cổ túi phình rất là nhỏ. Nguyên nhân của nó thì đây là một cái sẹo. Thế còn nguyên nhân ở đây là sau khi vỡ xong thì được màng ngoài tim và huyết khối nó bao bọc lại, và tỷ lệ vỡ của cái phình thì rất hiếm, nhưng mà tỷ lệ vỡ của giả phình thì rất là nhiều. Thế thành ra những trường hợp giả phình như này thì chúng ta nên chuyển bệnh nhân đi phẫu thuật. Các bạn đã gặp trường hợp giả phình nào bao giờ chưa? Có ai gặp giả phình rồi thì giơ tay nào. Giả phình ở tim ấy. Đã có ai gặp chưa? Chưa gặp bao giờ à? Lát nữa tôi sẽ trình chiếu cho các bạn một ca C1. Biến chứng tiếp theo là huyết khối. Đấy, huyết khối thì hay gặp ở vùng mỏm tim. Và thời gian hay gặp nhất đấy là ngày thứ 3. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái vùng cơ tim này nó chết, nó không vận động. Thì chúng ta thấy rằng là khi mà vùng cơ tim này nó không vận động thì huyết, thì cái dòng máu đi qua đây nó bị luẩn quẩn. Và chính vì vậy mà nó có thể hình thành cái huyết khối. Và lưu ý rằng là đôi khi nhá, rất dễ nhầm là cái việc mà cái vùng cơ tim nó không vận động, thì sau đấy thì các thớ cơ nó dừng nguyên ở đấy. Chúng ta nhìn chúng ta tưởng là huyết khối, hóa ra lại trả tải. Đấy, khi mà chúng tôi sang bên Đức thực hành ý, thì người ta làm cái siêu âm tim cản âm này, người ta bơm cái bọt cản âm vào, thì ngay lập tức cái bọt cản âm nó chui luôn vào trong cái thất trái này, và thấy rằng là những trường hợp mình nhìn thì mình cứ tưởng là huyết khối, nhưng thực chất là sau khi bọt cản âm nó chui vào, nó cuộn tròn ra ở trong cái vùng mỏm tim như này, chả có huyết khối gì cả. Ở Việt Nam của chúng ta thì không có cái thuốc cản âm đấy, chúng ta không có thuốc cản âm mà sau khi bơm vào tĩnh mạch nó đi luôn vào trong thất trái như vậy. Thế thành ra là rất là khó để chúng ta có thể chuẩn đoán được một trường hợp nào thực sự là huyết khối hay là nghi ngờ của huyết khối. Thì nếu mà có cái siêu âm qua cản âm mà cái cản âm đấy nó đi luôn vào trong thất trái thì sẽ dễ dàng hơn. Biến cố nữa, đấy chính là biến cố tràn dịch màng ngoài tim. Tràn dịch màng ngoài tim thì người ta gọi là hội chứng Dressler, và thường gặp từ tuần thứ mấy nhỉ? Tuần thứ 4. Tuần thứ 4 sau nhồi máu cơ tim thì đây là một cái biến cố muộn. Và siêu âm tim 2D thì giúp chúng ta chuẩn đoán, rồi là giúp chúng ta xác định được cái vị trí có thể cần thiết để chúng ta chọc dịch màng ngoài tim. Đấy. Và trong cái ca này thì chúng ta thấy rằng là một bệnh nhân nữ nhồi máu cơ tim như vậy, thì chúng ta thấy rằng là đây là chúng ta tìm thấy trên 2D có một cái lỗ thủng ở đây và có một cái luồng sân đi qua đây, và như vậy bệnh nhân này là một bệnh nhân đã bị thủng vách lên thất.
kết luận biến chứng của nhồi máu cơ tim thì rất hiếm gặp, nhưng mà nếu mà gặp thì rất nặng và thường bệnh nhân rơi vào trạng thái huyết động không ổn định. Thế thành ra là rất khó để cho tôi đưa một bệnh nhân biến chứng nhồi máu cơ tim sang bên này để làm thực hành. Tôi sẽ theo dõi từ bây giờ đến thứ sáu, nếu có thì mời các bạn trưa thứ sáu chúng ta sẽ sang chia từng nhóm nhỏ vào trong C1 để quan sát. Biến chứng thì gồm có biến chứng cấp tính và biến chứng mãn tính. Đấy. Và siêu âm tim thì cấp cứu, siêu âm tim cấp cứu được chỉ định trong trường hợp mà huyết động không ổn định. Siêu âm tim 2D và siêu âm tim màu thì sẽ giúp chúng ta chuẩn đoán trong hầu hết các trường hợp, và những trường hợp nào khó khăn thì có thể làm siêu âm tim 3D hoặc là siêu âm tim qua thực quản. Và bây giờ tôi xin phép trình chiếu một số ca ở C1. Bệnh nhân đã nằm ở C1 và bị các biến cố của nhồi máu cơ tim. Đầu tiên, đây là một bệnh nhân bị thủng tim. Ok. Đây, các bạn có nhìn thấy một cái lỗ thủng ở đây không? Đây là mặt cắt 4 buồng này. Và bệnh nhân này chúng ta nhìn thấy là mỏm tim nó hình tròn. Thường thì mỏm tim của chúng ta nó sẽ có hình tam giác. Nếu như mà các bạn đặt đầu dò mà các bạn nhìn thấy một cái hình mỏm tim nó có hình tròn mà không di động như này, thì đây là một trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở vùng trước và thường là trước rộng. Và chúng ta nhìn thấy là nó có một cái vách liên thất này, nó có một cái lỗ thủng ở đây. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ đưa cửa sổ màu vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có một cái dòng sân đi từ bên trái sang bên phải, và chúng ta có thể dễ dàng kết luận đấy, chúng ta thấy rằng có một dòng sân đi từ bên trái sang bên phải, và chúng ta có thể dễ dàng kết luận rằng là bệnh nhân này đã bị nhồi máu cơ tim và có cái biến chứng là thủng vách liên thất. Đấy, và chúng ta thấy rằng là cái mặt cắt nó không phải là mặt cắt chuẩn, mà tùy theo cái vị trí của cái tổn thương ở đâu mà chúng ta sẽ tạo ra một cái mặt cắt để nhìn rõ nhất cái tổn thương. Chứ còn nhồi máu cơ tim mà có những cái biến cố như này thì không có một cái mặt cắt chuẩn nào cả. Đây là một trường hợp bệnh nhân nghi ngờ là nó có một cái huyết khối ở vùng mỏm tim. Mặt cắt 4 buồng chúng ta thấy rằng là nghi ngờ ở vùng mỏm tim có một cái huyết khối, và lưu ý rằng trong trường hợp như này các bạn phải xoay tất cả các mặt cắt, không những chỉ 4 buồng mà cả mặt cắt 2 buồng. Đây là mặt cắt 2 buồng và chúng ta thấy rằng là cái vùng mỏm thì không vận động, mà nghi ngờ vùng mỏm đây nó có một cái huyết khối. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Và lưu ý rằng là chúng ta phải quan sát nhiều mặt cắt khác nhau, không phải chỉ quan sát được một mặt cắt. Nếu như mà mặt cắt 4 buồng các bạn nhìn thấy nghi ngờ huyết khối, nhưng sang mặt cắt 2 buồng các bạn thấy rằng là cái mỏm tim của nó hoàn toàn sạch, hoàn toàn không có một tí gợn nào cả, thì đấy cũng là huyết khối. Chúng ta cần phải quan sát được nhiều mặt cắt khác nhau. Đây là vẫn là trường hợp bệnh nhân đấy, mặt cắt 4 buồng làm lại thì đấy rõ ràng là nghi ngờ ở đây có một cái huyết khối. Đây là một trường hợp bệnh nhân bị hở van hai lá mà có sau nhồi máu cơ tim. Chúng ta thấy rằng là đây là mặt cắt 4 buồng mà chưa đưa màu cả. Đây là mặt cắt 2 buồng. Có vẻ như giảm vận động ở vùng này. Đây mặt cắt 2 buồng chúng ta thấy rằng là có một dòng màu phụt ngược vào trong nhĩ trái rất là lớn, nhịp tim rất là nhanh. Thường những trường hợp như này là những trường hợp huyết động không ổn định. Các bạn lưu ý rằng là khi mà các bạn đang điều trị một bệnh nhân nhồi máu cơ tim, bệnh nhân đột ngột xuất hiện huyết động không ổn định, nhịp tim nhanh lên, huyết áp giảm đi, thì hãy nghi ngờ rằng đấy là có biến chứng. Chúng ta nên đánh giá siêu âm tim để chúng ta tìm những cái biến chứng đấy, hoặc là hở van hai lá, hoặc là thủng vách liên thất. Thế còn nếu mà chết đột tử thì thường là vỡ thành tự do. Đây là một bệnh nhân bị giả phình. Đây, chúng ta thấy rằng là có một cái luồng màu đi vào đây. Đây là vùng mỏm tim, gần mỏm tim. Có một cái luồng màu đi vào vùng này. Ở trên này thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn là ở vùng mỏm có một ở vùng thành bên có một
trong cái thành bên nó bị vỡ ra đây, sau đấy thì nó có một cái cổ hẹp và bao bọc xung quanh lại. Đây là một trường hợp giả phình. Trường hợp này sau đấy thì được chuyển đi bệnh viện Việt Đức và mổ. Sau đấy thì bệnh nhân sống. Đây chúng ta thấy rằng là sau đấy thì đưa màu vào thì chúng ta thấy rằng là có một luồng màu đi qua đây. Tôi vẫn nhớ đây là bệnh nhân của giáo sư Hương A nằm ở C6. Sau đấy xuất hiện đột ngột xuất hiện là ngừng tuần hoàn và đưa xuống dưới C1. Đặt ống nội khí quản và làm siêu âm qua thực và làm siêu âm tim tại giường thì tôi phát hiện ra đây, chúng ta thấy rằng là đây. Sau đấy thì giáo sư Hương A liên hệ với giáo sư Ước, câu chuyện này cách đây cũng khoảng 6 năm rồi. Các bạn nhìn rõ cái giả phình không? Đấy. Đây, nó đây. Đấy, rất là rõ. Và một trường hợp cuối cùng, cái biến cố cuối cùng, đấy là vỡ tim. Thế thì đối với trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu cơ tim, sau đấy đột ngột xuất hiện, ngừng tuần hoàn, huyết động không ổn định, các bạn đặt cái đầu dò vào, các bạn nhìn thấy rằng là tràn dịch màng tim nhiều như này thì thường nên là vỡ tim. Và rất khó để chúng ta có thể tìm được một cái đường vỡ. Và thường khi mà rơi vào tình trạng như này rồi, chúng ta thấy rằng thất thải nó bị ép dí dị như này rồi. Và huyết khối hình thành rất nhanh ở đây. Huyết khối hình thành rất nhanh. Đoạn này chưa có huyết khối nhưng đoạn này thì đã hình thành huyết khối như này thì thường bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái ngay lập tức là ngừng tuần hoàn. Và chúng tôi cái ca này chúng tôi chỉ dám đặt đầu dò vào trong vòng 4 giây sau đấy thì ép tim ngay. Cái file sau là file thấy ép tim tôi không chiếu nữa. Thì chúng ta thấy rằng là hầu hết những trường hợp này là trường hợp tử vong. Đấy. Rồi, bài trình bày của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như mà từ bây giờ đến thứ 6 mà có ca nào biến cố mà ngoài tim, biến cố nhồi máu cơ tim thì mời các bạn chia thành các nhóm nhỏ vào C1. Thế còn nếu mà không thì chưa thứ 6 mời các bạn tự ôn tập. Và phần tiếp theo xin mời. Vâng ạ. Cái rác đây là cái rác của anh Linh. Yes. Try again. Try again. Try again. Đúng giờ. Chờ lâu. Không ạ, chị cười xuống đây. Bên này. Em nhồi vào nó lên. Nhồi. Đưa sẵn.